Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo viên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mục tiêu chính của lực lượng Ukraine là ổn định tình hình ở tiền tuyến và thành lập một nhóm tấn công để tiến hành các hành động phản công vào năm 2024, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Buffliup cho biết trên truyền hình quốc gia ngày 6 tháng 3. Lực lượng vũ trang đã rút quân vào tháng 2 khỏi một số khu định cư ở tỉnh Donetsk, bao gồm Ajivka, một thành phố tiền tiến quan trọng, do tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng do viện trợ của Hoa Kỳ bị trì hoãn. Các trận chiến ác liệt cũng tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Kherson, Kharkiv và Zaporizhia khi quân đội Nga cố gắng tiến xa hơn, không chỉ sử dụng thiết bị quân sự mà còn tiến hành các cuộc tấn công làn sóng người. Pavlyuk cho biết tình hình hiện tại ở tiền tuyến là khó khăn nhưng đã được kiểm soát. Theo chỉ huy Ukraine, Nga muốn chiếm càng nhiều vùng lãnh thổ càng tốt trước cuộc bầu cử tổng thống Nga. Đó là lý do tại sao tất cả lực lượng của họ đều tham gia vào các hoạt động tấn công. Pavlyuk cũng cho biết Nga đã cử binh lính mới được huy động và chưa được chuẩn bị sẵn sàng ra tiền tuyến để ngăn chặn thế chủ động. Pavlyuk nói, mục tiêu của chúng tôi là ổn định chiến tuyến tiêu diệt kẻ thù nhiều nhất có thể, tập hợp lại càng nhiều càng tốt để di chuyển các đơn vị đến các bãi chung lớp nhằm tạo thành một nhóm tấn công và tiến hành các hành động phản công trong năm nay. Theo chỉ huy, quân đội Nga đang thực hiện những nỗ lực mạnh mẽ nhất gần thành phố Chasiv Yar và làng Chernihiv ở tỉnh Donetsk. Các lực lượng Ukraine tự tin và tổn thất của Nga rất cao, Pavlyuk nói thêm. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm ổn định tình hình và làm mọi cách có thể để chuẩn bị lực lượng chuyển sang hành động tích cực hơn, nắm thế chủ động, ông nói. Tổng tư lệnh Alexander Sisky hồi đầu tháng 2 cho biết, quân đội Ukraine đã chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ và nhằm mục đích làm kiệt sức các lực lượng đang tiến lên của Nga. Ukraine buộc phải thay đổi chiến thuật do thiếu vũ khí do các đồng minh phương Tây gửi đến. Thưa quý vị, Mở đầu bản tin của chúng ta ngày hôm nay, như thường lệ, sẽ là một chiến công mãn nhãn của lực lượng phòng vệ. Theo đó, đoạn phim mới xuất hiện đã cho thấy lực lượng Ukraine phá hủy một đoàn xe bọc thép của Nga ở phía đông đất nước bị chiến tranh tàn phá này, khi mà Moscow tấn công các vị trí của Ukraine trên chiến tuyến. Đoạn clip được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ hôm thứ Tư dường như cho thấy một máy bay không người lái đang quay phim một đoàn xe bọc thép của Nga di chuyển qua vùng nông thôn Ukraine. Sau khi bị trúng hỏa lực từ phía Ukraine, các phương tiện này đã cố gắng chuyển hướng và các binh sĩ thì tuyệt vọng di tản đoàn xe. Khói có thể nhìn thấy từ một số phương tiện, với bức ảnh cuối cùng cho thấy một phương tiện đang bốc cháy. Những chiếc xe này đã trở thành phế liệu, Kyiv viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Kyiv không đưa ra dấu hiệu nào về thời gian và địa điểm đoạn phim được quay và không thể xác minh độc lập đoạn clip đó. Đoạn video được cho là của đơn vị Shadow của Ukraine, chuyên sử dụng máy bay không người lái và pháo binh. Trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba, đơn vị này đã viết một cuộc tấn công thành công khác của Nga vào Novo Mikhailivka. Ngôi làng Novo Mikhailivka nằm trên tiền tuyến hiện tại ở miền đông Ukraine, phía tây nam thủ phủ khu vực do Nga kiểm soát, thành phố Donetsk và phía đông bắc thị trấn Vuleda đổ nát. Vuleda là nơi giao tranh gay gắt vào năm 2023 và tình báo phương Tây cho rằng Nga đã mất hàng loạt xe bọc thép quanh làng vào đầu năm 2023. Theo một cơ quan cố vấn của Mỹ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, đoạn phim được định vị địa lý từ hôm thứ Ba cho thấy Nga đã tiến về phía nam Novo Mikhailivka. Quân đội Ukraine hôm thứ Tư cho biết Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Kyiv xung quanh Novo Mikhailivka 39 lần trong 24 giờ trước đó. Tòa Bạch Úc phản bác ý tưởng đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine cho hay Kyiv chưa từng yêu cầu nước ngoài chiến đấu thay mình. Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ đề nghị hỗ trợ vũ khí và năng lực. Ông ấy chưa bao giờ yêu cầu binh sĩ nước ngoài chiến đấu cho Ukraine. John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 5 tháng 3, phát biểu tại Washington. Tuyên bố được ông Kirby đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26 tháng 2 nêu ý tưởng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Phát biểu này của ông Macron lập tức gây nhiều tranh cãi và hầu hết đồng minh châu của Pháp đều khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine. Dù vậy, Tổng thống Pháp vẫn kiên quyết bảo vệ ý tưởng những ngày qua, khẳng định mình đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra sáng kiến. Giới chức Pháp cho rằng, binh sĩ phương Tây có thể đến Ukraine để hỗ trợ ra phá bom mìn nhưng không trực tiếp tham chiến. Phát biểu trong chuyến thăm xét vào ngày 5 tháng 3, Tổng thống Pháp lập luận rằng châu Âu đang tiến tới thời điểm mà chúng ta không được hèn nhát. Ông kêu gọi các nước phương Tây gia tăng hỗ trợ Ukraine ở cấp độ chiến lược và đưa ra quyết định dũng cảm. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định nước Pháp không muốn leo thang và chưa bao giờ hiếu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng bình luận của Tổng thống Macron không giúp giải quyết các thách thức trong hỗ trợ Ukraine. Ông tái khẳng định phương Tây lúc này không cần thảo luận vấn đề gửi quân đến Ukraine. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lãnh đạo các nước cho biết không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc chiến cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với nga trong khi đó, Tổng thống Séc Peter Pavel lại ủng hộ phương Tây tìm kiếm ý tưởng mới nhằm hỗ trợ Ukraine, trong đó có khả năng gửi quân nhân đến Ukraine tham gia những hoạt động phi tác chiến. Ông cho rằng phương Tây không nên loại bỏ hoàn toàn đề xuất của Tổng thống Pháp và kêu gọi các đối tác không tự giới hạn bản thân không cần thiết. Tổng thống Pavel lập luận rằng các đồng minh của Kyiv vẫn có thể gửi lực lượng huấn luyện đến Ukraine mà không trực tiếp tham chiến, miễn là không vi phạm các quy tắc quốc tế. Dù đang bị tấn công, Ukraine vẫn là một nước có chủ quyền. Chúng ta có thể lựa chọn mọi hình thức giúp đỡ, ông nói. Cập nhật diễn biến mới nhất trên chiến trường ngày thứ 741 chiến sự Nga-Ukraine. Theo đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga gần thành phố Ajivka. Tuy nhiên, các báo cáo chỉ ra rằng lực lượng Moscow đang tập hợp lại ở một khu vực khác phía nam thành phố, báo hiệu khả năng leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực. Theo tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytro Glikovic được Reuters trích dẫn, việc Nga chiếm giữ Avdiivka vào tháng trước đã cung cấp cho Moscow một vùng đệm chiến lược ở khu vực Donetsk, kéo dài khoảng 20 km về phía đông. Nhờ chiếm được Avdiivka, Nga đã có bàn đạp để tiếp tục tiến công về phía trước. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, lực lượng Nga đã chiếm thêm được nhiều ngôi làng mới gần Avdiivka sau khi giành được quyền kiểm soát pháo đài này. Ông Likovi cũng thừa nhận rằng quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát một phần đối với hai ngôi làng khác, nhưng nhấn mạnh rằng bước tiến của họ trên thực tế đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, khi lực lượng Ukraine tìm cách ngăn chặn bước tiến của Nga gần Ajivka, ông Likovi tiết lộ thêm rằng các lực lượng Nga đang tập trung xa hơn về phía nam, đặc biệt là xung quanh làng Novo -Mikalevka. Có thông tin cho rằng quân tiếp viện Nga đang được chuyển từ các vùng xa xôi của nước này để tăng cường sự hiện diện của Moscow ở khu vực này. Mặc dù vậy, ông Lykov khẳng định rằng lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn kiên cường, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công của Nga. Trong một động thái liên quan, tình báo quân sự Ukraine cho biết họ đã sử dụng xuồng không người lái hàng hải Magura V5 do chính Ukraine tự sản xuất để đánh chìm tàu tuần tra Nga Sergei Kotov ở Biển Đen trong cuộc tấn công diễn ra trước bình minh ngày 5 tháng 3. Việc Ukraine đánh chìm một trong những tàu tuần tra của hạm đội biển đen của Nga là một đòn khác nhằm vào sức mạnh hải quân của Điện Kremlin trong khu vực, theo tiết lộ của một nguồn tin bên trong Tổng cục Tình báo Ukraine-SUA. Xuồng không người lái cảm tử được điều khiển từ xa bởi những người điều khiển của SUA đã tấn công tàu tuần tra Nga khi nó đang tuần tra ở eo biển Kerch. Theo nguồn tin, các xuồng không người lái của hải quân Ukraine, đặc biệt là Magura V5, đã được triển khai trong chiến dịch. Nguồn tin từ chối tiết lộ chính xác số lượng xuồng không người lái Ukraine đã sử dụng để đánh chìm tàu tuần tra Nga. Do cuộc tấn công của xuồng không người lái hàng hải Magura V5, tàu Sergei Kotov của Nga đã bị hư hại ở đuôi tàu, mạng phải và mạng trái, cơ quan tình báo Ukraine viết trên Telegram trong một xác nhận chính thức về vụ tấn công. Được biết, con tàu trị giá khoảng 65 triệu đô la. Bên cạnh đó, Ukraine đã không tập trung vào các nỗ lực phòng thủ xung quanh Avdiivka khi có thời gian và giờ đây họ đang phải trả giá đắt khi Nga liên tục đạt đà tiến ở hướng này thưa quý vị. Theo báo cáo trên chiến trường, các lực lượng Ukraine tác chiến ở gần Avdiivka đang yếu thế hơn Nga về hỏa lực, thiếu nguồn cung cấp đạn dược và đang phải chiến đấu chống lại đà tiến của Moscow vào các vị trí phòng thủ lỏng lẻo. Nga và Ukraine đã giao tranh khốc liệt ở Ajivka trong nhiều tháng, và nhiều chuyên gia cho rằng Kyiv lẽ ra nên tận dụng khoảng thời gian đó để xây phòng tuyến ở các khu vực lân cận. Ajivka là một thành trì chiến lược được Ukraine xây dựng các hệ thống phòng thủ trong hàng chục năm, và tại đây, Kyiv đã giữ chân được Nga trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, khi mất Ajivka, các tuyến phòng thủ tương đối sơ sài của Ukraine ở xung quanh pháo đài này nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của Moscow. Business Insider nhận định những tính toán sai trong kế hoạch phòng thủ và tình trạng thiếu hụt nguồn lực quân sự đã khiến Ukraine bỏ lỡ thời điểm vàng để xây dựng các phòng tuyến ở khu vực then chốt của mặt trận. Điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine giờ đây vừa phải làm nhiệm vụ đó và vừa phải chống chọi các cuộc tấn công ồ ạt của Nga bằng pháo và bom lượng. Việc xây dựng các tuyến phòng thủ trong lúc bị tập kích liên tục khiến nỗ lực này khó khăn theo cấp số nhân. Trong vài tuần, Ukraine mất thêm một vài ngôi làng xung quanh Avdivka như một phản ứng dây chuyền sau khi tuyến phòng thủ vững chắc nhất khu vực bị sụp đổ. Hình ảnh vệ tinh về các vị trí của Ukraine ở khu vực Avdivka cho thấy hầu hết là các lớp phòng thủ cơ bản. Serhiy Hrabsky, một đại táo quân đội Ukraine đã nghỉ hưu, nói với báo New York Times, chất lượng của các tuyến phòng thủ này không đủ tốt để chống lại chiến thuật máy ủi khổng lồ của lực lượng Nga. Ông nói rằng Ukraine chưa chú trọng đầy đủ vào việc xây dựng hệ thống phòng thủ, nhưng tình trạng thiếu nhân lực và trang thiết bị cũng là một vấn đề. Hoạt động xây dựng đã tuột lại phía sau so với nhịp độ cuộc chiến. Theo New York Times, quân đội Ukraine mới bắt đầu quá trình lập kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ gần Avdivka chỉ 3 tháng trước, nhưng tiến độ vẫn còn hạn chế. Ukraine đã xây dựng các đường hào cơ bản nhưng không nhiều. Để so sánh, Nga đã bắt đầu vạch ra chiến lược phòng thủ ở mặt trận miền Nam hơn 6 tháng trước khi Ukraine phản công, củng cố các vị trí với nhiều lớp chướng ngại vật như mìn, răng rồng, mương chống xe, chiến hào. Tất cả đều được hỗ trợ hỏa lực bởi bộ binh, pháo binh và máy bay. Điều này đã chặn được chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine hồi giữa năm ngoái. Nga đang đạt lợi thế lớn sau khi giành được Abdiivka vào tháng trước, nhưng các chuyên gia cũng cho rằng địa hình ở các khu vực lân cận có thể cản đà tiến của Nga Ukraine có thể tận dụng thời gian Nga giảm tốc độ tấn công để xây dựng phòng tuyến. Nhưng câu hỏi đặt ra là Kyiv có đủ nguồn lực và thời gian để làm điều này hiệu quả hay không? Quân đội Ukraine đã huy động vốn từ cộng đồng như một cách để có nguồn tiền cho các thiết bị xây dựng như máy xúc. Tuy nhiên, việc mua thiết bị này có thể tốn kém vì một máy xúc và một phương tiện đa dụng có giá tổng cộng hơn 70.000 Mỹ Kim về lâu dài Ukraine vẫn cần thêm nguồn lực từ phương Tây thông qua các gói trợ cấp để có ngân sách cho quân đội để đẩy nhanh quá trình củng cố vị trí phòng thủ. Đây cũng là thách thức lớn, đặc biệt khi viện trợ từ các đồng minh của Ukraine nhỏ giọt trong thời gian qua. Thưa quý vị, mặc dù những ngày này nga đang có vẻ vượt trội hơn ở mặt trận trên bộ do chiếm được ưu thế về đạn dược, nhưng mặt trận trên biển lại là một câu chuyện khác. Theo đó, Nga có thể đã sa thải tư lệnh hạm đội Biển Đen vì tổn thất nặng nề trong những tuần gần đây, ngay sau khi Ukraine tấn công dữ dội vào một trong những tàu tuần tra của Moscow gần lãnh thổ Nga. Có thể do tổn thất của hạm đội Biển Đen, vào ngày 15 tháng 2, 2024, tư lệnh hạm đội Biển Đen, đô đốc Viktor Sokolov đã bị cách chức, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư. Các nguồn tin liên quan đến nhà nước Nga đưa tin vào giữa tháng 2 rằng Sokolov đã bị cách chức tư lệnh hạm đội Biển Đen sau khi Ukraine phá hủy Sisa Kudikov, một tàu đổ bộ lớp Rubucha, bằng cách sử dụng thiết bị không người lái của hải quân. Đầu ngày thứ Ba, cơ quan tình báo quân sự Ukraine được gọi là GIOA đã công bố đoạn phim cho thấy các máy bay không người lái trên mặt nước Magura V5 nội địa lao vào tàu Sergei Kotov, một trong bốn tàu tuần tra dự án 22160 của Nga. Kyiv cho biết con tàu đang ở gần eo biển Kerch và các nguồn tin địa phương cho biết cầu Kerch đã đóng cửa trong đêm. Con tàu bị hư hại ở phần đuôi, mạng phải và mạn trái. GRU cho biết thêm trong một tuyên bố. Kyiv cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ tư rằng 7 thủy thủ Nga đã thiệt mạng và 27 thành viên thủy thủ đoàn bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ ba, không có bến cảng an toàn cho những kẻ khủng bố Nga ở biển Đen và sẽ không bao giờ có. Đây là tàu thứ ba của hạm đội Biển Đen của Nga bị đánh chìm trong năm tuần qua, chính phủ Anh nói về tàu Sergei Kotov hôm thứ Tư. Nga đã chịu tổn thất nặng nề đối với hạm đội Biển Đen đóng trên bán đảo Crimea dưới tay Ukraine kể từ tháng 2 2022, bất chấp lực lượng hải quân nhỏ của Kyiv. Mặc dù các lực lượng Nga đã nhích về phía Tây qua đất liền Ukraine trong những tuần gần đây, Ukraine vẫn duy trì thành công trong việc tấn công các tài sản có giá trị của Nga ở Biển Đen. Hôm thứ Ba, Tòa án hình sự quốc tế ICC có trụ sở tại The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ Sokolov và Sergei Kobilash, chỉ huy lực lượng hàng không tầm xa của Nga thuộc lực lượng không quân của nước này, vì cáo buộc tội ác chiến tranh được thực hiện từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Tòa án quốc tế cho biết các chỉ huy bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về các tội ác, bao gồm chỉ đạo tấn công vào các vật thể dân sự. Theo một cuộc họp báo tình báo phương Tây mà Politico tiếp cận được, tình báo Nga đang sử dụng một điệp viên quyền lực người Serbia để xâm nhập vào các tổ chức của Liên minh châu Âu EU và truyền bá các quan điểm ủng hộ Điện Kremlin liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Thưa quý vị. Theo các tài liệu, gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2023, Novica Antic, quốc tịch Serbia, một người gây ảnh hưởng tích cực, người cố tình hợp tác với cơ quan an ninh của Nga, đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức châu Âu tại Bruxelles và đặc biệt là các thành viên của Nghị viện châu Âu. Theo một thông cáo báo chí và một bức ảnh mà Politico nhìn thấy, những thành viên đó bao gồm nhà lập pháp đảng xanh người Đức Viola von Kramon-Taubedo, nhà lập pháp đảng xã hội và dân chủ ý Alexandra Moretti và Vladimir Bilic, một thành viên người Slovakia của nhóm đảng nhân dân châu Âu bảo thủ. Không có thông tin tình báo nào cho thấy các ông Moretti, Bilic và Von Kremont đã biết về mối liên hệ giữa Antic và cơ quan an ninh Nga khi họ gặp anh ta. Hiện các ông Moretti, Bilic và Von Kremont chưa trả lời yêu cầu bình luận từ Politico. Antic, chủ tịch công đoàn quân sự Serbia, cũng đã gặp gỡ với đại diện của công đoàn Euromil và EPSU, lần lượt đại diện cho các quân nhân thuộc lực lượng vũ trang và nhân viên dịch vụ công ở Liên minh châu Âu. Vào thời điểm xuất bản, Politico vẫn chưa nhận được phản hồi từ Euromil hoặc EPSU về cuộc gặp với Antic. Theo bản tấm tắt tình báo phương Tây, Antic là một người gây ảnh hưởng tích cực cho cơ quan an ninh liên bang Nga được gọi là FSB. Antic hợp tác chặt chẽ với một cộng sự của FSB tên là Vyacheslav Kalinin, một công dân Nga và là tổng biên tập của Veteran News, một trang web truyền thông chuyên về tin tức dành cho các cựu chiến binh của lực lượng vũ trang Nga. Trang web này cũng tự giới thiệu họ là đối tác thông tin của FSB và Bộ Quốc phòng Nga, cũng như các chi nhánh khác của lực lượng an ninh Nga. Bản tấm tắt tình báo cũng lưu ý rằng Kalinin đã tuyển dụng những người khác ngoài Antic mà không nêu rõ số lượng và ở quốc gia nào. Nga được cho là đang sử dụng Serbia làm bệ phóng cho các hoạt động gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu tình cảm thân EU và ủng hộ NATO trong nước này, cũng như trong Liên minh châu Âu. Theo Politico, Antic đã sử dụng vai trò người đứng đầu công đoàn quân sự Serbia của mình để chỉ trích Tổng thống Serbia Alexander Vucic và các thành viên cấp cao của lực lượng vũ trang nước này. Người Nga đang tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy tuyên truyền cho Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine cuộc họp ngắn cho biết đề cập đến các cuộc họp ở Serbia và các nước EU. Tin tức về việc tích tổ chức các cuộc họp bên trong Nghị viện châu Âu để tuyên truyền cho Nga được cho là phản ánh khả năng dễ bị tổn thương của cơ quan này trước các hoạt động gây ảnh hưởng của Moscow. Truyền thông Mỹ đưa tin, Mỹ dường như đang tính tới phương án sẽ gửi ngân sách quân sự của mình cho Ukraine giữa lúc nguồn viện trợ đang bị tắt ngãn. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ đang xem xét phương án gửi ngân sách của lục quân Mỹ nhằm cung cấp nguồn viện trợ quân sự bổ sung cần thiết cho Ukraine, Bloomberg ngày 6 tháng 3 dẫn nguồn thảo tin cho hay. Một trong những nguồn tin nói rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Số tiền mà tòa Bạch Ốc được cho là đang xem xét nằm trong quỹ dự trữ của ngũ giác đài vào khoảng 200 triệu đô la. Đây chỉ là con số rất nhỏ so với đề xuất viện trợ Ukraine trị giá 61 tỷ Mỹ Kim mà Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới Quốc hội Mỹ Tuy nhiên, đề xuất này đã kẹt ở cơ quan lập pháp vài tháng qua do mâu thuẫn giữa phe dân chủ và cộng hòa. Bloomberg cho biết, ông Biden sẽ một lần nữa kêu gọi các nhà lập pháp phê duyệt gói hỗ trợ mới cho Kyiv trong bài phát biểu thông điệp liên bang dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 3 giờ Mỹ. Thượng viện Mỹ vào tháng trước đã phê duyệt đề xuất viện trợ, nhưng nút thắt ở hạ viện do đảng cộng hòa kiểm soát vẫn chưa được tháo gỡ. Các đảng viên phe Cộng hòa tại Hạ viện cho đến nay vẫn từ chối ủng hộ dự luật của ông Biden, với hy vọng gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ phải ban hành các biện pháp cứng rắn hơn để đối phó với dòng người di cư bất hợp pháp qua biên giới với Mexico. Sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ xảy ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với Ukraine khi Kyiv trong những tuần qua phải rút lui khỏi nhiều vị trí tại Donbass. Giới chức Ukraine đã viện dẫn tình trạng thiếu đạn dược và các thiết bị khác là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất trên chiến trường. Và tiếp theo là một diễn biến gây ông đập lưng ông cho quân xâm lược. Theo một blogger quân sự Nga, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga đang bị đàn áp bởi chiến tranh điện tử của chính họ. Theo đó, Vyacheslav Golikov, một trong những nhà bình luận nổi tiếng của Nga về cuộc chiến Ukraine, cho biết hôm thứ Ba rằng hoàn toàn thiếu sự tương tác giữa các nhóm FPV Nga và các đơn vị tác chiến điện tử blogger này cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng chỉ có khoảng 30% máy bay không người lái FPV của Nga đã tiếp cận được các khu vực mục tiêu dự kiến, phần còn lại rơi ngay sau Lastokine hoặc thậm chí trong khi cất cánh và bị chiến tranh điện tử của Nga ngăn chặn. Máy bay không người lái FPV và tác chiến điện tử EW là một phần trong nỗ lực của cả Moscow và Kyiv nhằm kiềm chế lẫn nhau tại một số điểm dọc chiến tuyến, bao gồm cả xung quanh Azovka hệ thống iw có thể can thiệp vào việc nhắm mục tiêu của các máy bay không người lái gây nhiễu tín hiệu từ vệ tinh hướng các phương tiện không người lái đến đích cuộc chiến toàn diện ở ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba đã thúc đẩy công nghệ máy bay không người lái và chống máy bay không người lái khi cả hai bên chiến đấu để sử dụng các phương tiện không người lái một cách hiệu quả nhất Đầu tuần này, một blogger quân sự nổi tiếng khác của Nga cho biết, Moscow đang phải đối mặt với những vấn đề lớn trên tiền tuyến khi những người điều khiển máy bay không người lái của Ukraine đã khắc chế được thiết bị EW của Nga. Blogger viết hôm Chủ nhật rằng, quân đội Kiev đã thay đổi tần suất và đặt hàng sản xuất công nghiệp với thông số thay đổi này từ các nhà máy nước ngoài. Tác chiến điện tử của chúng ta không phải lúc nào cũng hiệu quả trước chúng. Ông Samuel Bendet, thuộc Tổ chức Tư vấn Trung tâm Phân tích Hải quân có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho hay, cả hai bên đều tin rằng bên kia đang sản xuất nhiều máy bay không người lái FPV hơn, nhưng rất khó để xác định con số thực sự. Ukraine có thể sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu phương tiện không người lái vào cuối năm 2024, một quan chức Ukraine cho biết hôm thứ Hai. Đến với một diễn biến khác, thưa quý vị, Người phát ngôn của nhóm chiến lược tác chiến Kotrysia Ila Zetslav cho biết trên truyền hình quốc gia Ukraine rằng các lực lượng Nga đã tích lũy được một lượng khổng lồ gồm 122.000 binh sĩ trên mặt trận liman kubansk nơi đang trở thành điểm nóng giao tranh trong những ngày qua. Ông Yeslav cho biết Nga đã triển khai hơn 1.100 xe tăng, gần 2.000 xe chiến đấu bọc thép, hơn 1.000 hệ thống pháo và 400 hệ thống hỏa tiễn đa năng tại khu vực này. Đây không phải là tin tức mới đối với quân đội của chúng tôi. Nga đã bắt đầu tăng sự hiện diện quân sự đáng kể trên mặt trận Liman-Kubansk trong một thời gian dài, kể từ cuối mùa hè, ông Yablash tuyên bố. Chúng tôi đã học được cách làm việc hiệu quả và kiềm hãm bước tiến của đối phương, ông Yablash nói thêm. Ngoài ra, theo ông Yablash, theo dữ liệu tham khảo tình báo của Ukraine, lực lượng Nga cũng đang điều động nhiều đơn vị đến khu vực xung quanh sông Johnny Zerebets. Họ đang chuẩn bị các công trình phòng thủ và huấn luyện lực lượng tấn công." Mỗi đại đội thứ ba trong mỗi tiểu đoàn của Nga đều là đơn vị xung kích. Đây là những người lính xung kích liên tục tham gia vào các cuộc tấn công theo kiểu máy xe thịt, vị quan chức Ukraine nhấn mạnh. Người Nga đã cố gắng trong một thời gian dài nhưng không thành công để tìm ra điểm yếu trong hàng phòng ngự Ukraine dọc trên mặt trận Liman-Kubansk. Ở mặt trận Liman, Nga đang nỗ lực tập trung lực lượng gần khu định cư Trani do không đạt được tiến triển gần Sinkivka. Việc tăng cường lực lượng dự bị của Nga gần Kharkiv trong những ngày qua là một phần của động thái chiến lược nhằm chiếm Kubansk. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến đầu tháng 2, khoảng 40.000 binh sĩ Nga, hơn 500 xe tăng và 650 xe chiến đấu bọc thép đã tập trung gần Kubansk. Ukraine đã tự mua hơn 350.000 viên đạn pháo từ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Thông tin này được Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine không chỉ phụ thuộc vào đạn dược từ các quốc gia EU mà còn tự thực hiện các hợp đồng mua đạn pháo riêng của mình. Các quốc gia châu Âu đang hỗ trợ Ukraine bằng cách đóng góp đạn dược từ dự trữ của họ và tăng cường sản xuất tại các công ty quốc phòng. Joseph Borrell nói rằng hiện nay Ukraine cần khoảng 200.000 viên đạn 155 ly mỗi tháng và có khả năng kiếm được 2,5 triệu mỗi năm. Ông Borrell cũng đề cập đến tầm quan trọng của năng lực công nghiệp trong việc sản xuất đạn dược. Ông nói, bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng nó sẽ không trở thành đạn dược nếu ngành công nghiệp không có khả năng sản xuất đủ số lượng. Mục tiêu của Liên minh châu Âu Âu là cung cấp tổng cộng 1 triệu 100 ngàn viên đạn pháo vào cuối năm nay. Mặc dù Borel nhấn mạnh rằng đây vẫn chưa đủ, nhưng là một bước quan trọng vượt xa kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, đồng thời cũng có những sáng kiến để tìm kiếm nguồn cung cấp đạn dược khác có thể giúp nhanh chóng bổ sung dự trữ của Ukraine. Joseph Borrell nhấn mạnh về việc xem xét các hợp đồng trực tiếp giữa Ukraine và ngành công nghiệp châu Âu, thông qua đó đã cung cấp hơn 350.000 viên đạn pháo cho Ukraine. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Remento đang lên kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn pháo mới tại Ukraine vào tháng 2. Thưa quý vị, liên quan đến việc sử dụng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài của Nga để làm chiến phí cho Ukraine, mới đây, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ sẵn sàng cho Ukraine vay toàn bộ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga ở Anh. Phát biểu với các đồng nghiệp vào tối thứ Ba, ông Cameron nói rằng quyết định này sẽ được đưa ra trên cơ sở Moscow sẽ buộc phải bồi thường cho Kyiv sau khi cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở nước láng giềng chấm dứt. Tờ Guardian của Anh đưa tin, Nhận xét của ông được đưa ra sau khi tờ New York Times vào tháng 12 đưa tin rằng chính quyền Biden có thể sắp thu giữ hơn 300 tỷ Mỹ Kim tài sản của ngân hàng Trung ương Nga được cất giữ ở các quốc gia phương Tây và giao chúng cho Ukraine để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của nước này. Trích dẫn các quan chức cấp cao dấu tên của Mỹ và châu Âu, ấn phẩm này đưa tin rằng Tòa Bạch Ốc đang âm thầm ra hiệu ủng hộ mới cho việc tịch thu các tài sản chủ quyền bất động sản của Nga. The Times đưa tin chính quyền Biden phối hợp với các chính phủ G7 đang tìm hiểu xem liệu họ có thể sử dụng các cơ quan hiện có của mình hay nên tìm kiếm hành động của quốc hội để sử dụng số tiền này. Cameron nói, có cơ hội sử dụng thứ gì đó như khoản vay hợp vốn hoặc trái phiếu sử dụng hiệu quả tài sản bị đóng băng của Nga làm vật bảo đảm để đưa số tiền đó cho người Ukraine khi biết rằng chúng tôi sẽ thu hồi lại Nga khi Nga trả tiền bồi thường. Đó có thể là cách tốt hơn để làm điều đó. Chúng tôi đang hướng tới sự đoàn kết tối đa của G7 và EU trong vấn đề này, nhưng nếu không thể đạt được điều đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải tiếp tục hợp tác với các đồng minh muốn thực hiện hành động này, ông nói thêm này thì xâm lược, tòa án hình sự quốc tế ICC trong một động thái mới nhất thưa quý vị liên quan đến cuộc chiến tranh ở Đông Âu đã phát lệnh bắt hai tướng Nga, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh liên quan các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine. Cụ thể, hai tướng Nga trong lệnh bắt hôm ngày 5 tháng 3 của ICC là ông Sergei Kobilas, trung tướng trong lực lượng vũ trang Nga và ông Viktor Sokolov, đô đốc hải quân Nga. Ông Sokolov là chỉ huy hạm đội Biển Đen Nga có trụ sở tại bán đảo Crimea kể từ tháng 8 năm 2022. Trong thông báo ICC phát lệnh bắt hai tướng Nga, ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, cho biết có cơ sở hợp lý để tin rằng cả hai phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn dưới sự chỉ huy của họ nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, ít nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Theo ICC, hai tướng Nga nói trên phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh nhằm tấn công dân thường, gây tổn hại quá mức cho dân thường và gây tội ác chống lại loài người với những hành động vô nhân đạo. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái ICC phát lệnh bắt hai tướng Nga. Mọi thủ phạm của những tội ác như vậy đều phải biết rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Công lý quốc tế cần có thời gian, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, ông Zelensky viết trên X trước đây gọi là Twitter. Nga chưa lên tiếng về lệnh bắt của ICC đối với hai tướng Nga. Đây là lệnh bắt đầu tiên của ICC đối với chỉ huy cấp cao Nga và là lệnh bắt thứ hai đối với quan chức Nga. Trước đó vào tháng 3 năm 2023, ICC đã phát lệnh bắt tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh, Điện Kremlin bác bỏ lệnh bắt của ICC. Mở đầu bản tin hôm nay là một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, không quân Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công chiến lược đối với vị trí của quân đội Nga tại vùng Kherson, sử dụng thành công bom dẫn đường AASM-250 Hammer của Pháp. Trung tướng Mykola Omichuk, tư lệnh không quân Ukraine, đã công bố đoạn video ghi lại toàn bộ cuộc không kích. Hình ảnh đặc biệt của một quả bom dẫn đường được chụp, trên đó có dòng chữ dành cho trẻ em Odessa, với hận thù không có sự tôn trọng là một trong những bằng chứng đầu tiên về việc không quân Ukraine sử dụng bom AASM-250 Hammer của Pháp. Cuộc tấn công này diễn ra vào thứ Hai ngày 4 tháng 3 nhằm vào một cơ sở của quân xâm lược Nga trên vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng ở tả ngạn vùng Kherson. Trước khi thực hiện cuộc tấn công, một máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành theo dõi quân đội Nga, có thể đã được sử dụng để xác định chính xác tọa độ của kẻ thù. Các nhà phân tích OSIN của dự án kỹ thuật OSIN trên X đã phát hiện rằng cuộc tấn công này nhằm vào quân xâm lược Nga ở làng Kozachi lahari Đây không phải là lần đầu tiên công quân Ukraine sử dụng bom dẫn đường của Pháp, với trước đó đã có báo cáo về việc sử dụng bom AASM-250 để tấn công các vị trí của quân xâm lược Nga trên lãnh thổ nhà máy Kok Ajivka một UAV trinh sát của đơn vị Luftwaffe được sử dụng để điều chỉnh hỏa lực và máy bay không người lái cũng đã ghi lại hình ảnh của quả bom đánh trúng quân Nga. Mặc dù loại máy bay nào đã phóng bom AASM-250 vẫn chưa được xác định. AASM là một bộ trang bị đặc biệt với hệ thống dẫn đường kết hợp với động cơ hỏa tiễn đã chuyển đổi hiệu suất của bom không điều khiển thành đạn dẫn đường chính xác. Bộ sản phẩm này bao gồm phần trước với hệ thống dẫn đường và cánh tà, cùng với phần sau với bộ tăng tốc được thiết kế để gia tăng phạm vi bay. Tầm bắn của loại đạn này phụ thuộc vào độ cao phóng và tốc độ ban đầu trong khoảng từ 15 đến 70 km, theo dữ liệu chính thức. Thưa quý vị, theo một diễn biến liên quan, quan chức Ukraine tuyên bố nước này có khả năng sản xuất 2 triệu UAV trong năm nay, gấp đôi mục tiêu mà họ đặt ra chỉ vài tháng trước đó. Ukraine dự kiến sản xuất 2 triệu máy bay không người lái trong năm nay, Hanna Hervodia, thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược cho biết ngày 5 tháng 3. Đồng thời bà thừa nhận nhu cầu hiện tại của quân đội Ukraine vượt xa khả năng tài chính của nước này, ngay cả khi có sự hỗ trợ của đối tác. Bà Hervodia nói, ngay cả với viện trợ từ đối tác, việc sản xuất vũ khí cũng khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi đang nỗ lực, Ukraine đang tăng cường sản xuất máy bay không người lái Bà vodia lên tiếng về những nghi ngờ của dư luận trước tuyên bố trước đó của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Bà nhấn mạnh rằng, về mặt tiến độ sản xuất, chúng tôi có thể vượt xa mức 1 triệu. Tôi tin tưởng rằng năm nay chúng tôi sẽ đạt mốc 2 triệu. Bà cho biết, các công ty Ukraine hiện có thể sản xuất tới 150.000 chiếc UAV mỗi tháng có 200 công ty Ukraine đang tham gia sản xuất máy bay không người lái, trong đó 60 công ty đã nhận đơn hàng từ chính phủ nước này. Trong cuộc phỏng vấn với Independent, Alexander Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine tuyên bố, nước này đang định vị là quốc gia tiên phong toàn cầu về công nghệ không người lái, với việc UAV trở thành vũ khí quan trọng trong tác chiến hiện đại. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng trong năm nay, Ukraine sẽ sản xuất hơn 1 triệu máy bay không người lái FPV và hàng nghìn chiếc có khả năng bay hơn 1.000 km, có thể bay tới các nhà máy lọc dầu ở Nga. Hồi tháng trước, Tổng thống Zelensky chỉ thị Ukraine lập lực lượng riêng chuyên về vũ khí không người lái. Tôi vừa ký một sắc lệnh sẽ khởi động việc thành lập một nhánh riêng trong lực lượng vũ trang của chúng tôi, lực lượng vũ khí không người lái, ông Zelensky tiết lộ. Đây không phải là câu hỏi dành cho tương lai. Đúng hơn, nó phải mang lại kết quả cụ thể trong tương lai rất gần. Năm nay phải mang tính quyết định về nhiều mặt, và rõ ràng là trên mặt chiến trường, các hệ thống vũ khí không người lái đã thể hiện tính hiệu quả trên cả đất liền, bầu trời và trên biển, ông nhấn mạnh. Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cho biết, lực lượng vũ khí không người lái riêng biệt sẽ cung cấp động lực mạnh mẽ cho sự phát triển công nghệ của quân đội. Ông nói trong năm qua vũ khí không người lái đã về cơ bản thay đổi tình hình trên chiến trường. Chúng có hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của nga và hỗ trợ các cuộc phản công của lực lượng vũ trang ukraine. Ông Zelensky cho biết vũ khí không người lái nội địa và nhận từ đối tác nước ngoài là vũ khí chủ chốt trong cuộc chiến chống lại nga kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát hơn hai năm trước. Mặt khác giữa tháng trước, Liên minh ủng hộ Ukraine do Latvia dẫn đầu đã đặt mục tiêu cấp 1 triệu máy bay không người lái cho Ukraine trong vòng một năm, khi Kyiv phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị quân sự. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không chỉ dừng lại trên chiến trường ở Ukraine và thi thoảng trên đất Nga, mà còn đã lan rộng sang tận châu Phi, thưa quý vị tờ Wall Street Journal WSA tiết lộ Tổng thống Ukraine đã cử lực lượng nước này tới Sudan vào năm 2023 để chiến đấu chống quân nổi dậy và các đơn vị quân sự của Nga. Theo thông tin có được qua các cuộc phỏng vấn với một số quan chức và binh sĩ Sudan, cũng như các đoạn video do Ukraine cung cấp, Tờ báo của Mỹ cho hay, lãnh đạo các lực lượng vũ trang Sudan SAF Abdel Fattah al-Buhan đã liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi xung đột giữa họ và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF nổ ra ở thủ đô Khartoum. Ukraine đã đồng ý với đề nghị trợ giúp của ông Buhan và điều quân tới Sudan để hỗ trợ SAF đẩy lùi lực lượng bán quân sự trong vùng. Lực lượng RSF được cho là được nhóm Wagner của Nga hỗ trợ và cung cấp vũ khí. Theo điều tra của WSJ, thực chất việc cử lực lượng đặc biệt của Ukraine tới Sudan không phải là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm làm suy yếu các hoạt động kinh tế và quân sự của Nga ở nước ngoài, như truyền thông nước này đưa tin. Thay vào đó, quân Ukraine tới trợ giúp lãnh đạo của SAF để đổi lấy việc Sudan bí mật cung cấp vũ khí cho Ukraine từ năm 2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch xâm lược Ukraine. Do xung đột nội bộ đã xảy ra nhiều thập niên, nên Sudan đã nhận được nhiều loại vũ khí từ hàng loạt quốc gia khác nhau, gồm cả Nga, Mỹ. Vào thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Sudan đang có một lượng vũ khí đáng kể mà Ukraine cần. Vài tuần sau lời đề nghị của ông Buhan, lực lượng đặc biệt của Ukraine đã có mặt tại Sudan, tham gia chiến đấu nhằm đẩy lùi quân nổi dậy khỏi thủ đô Khartoum của nước này. Tờ WSJ viết, tiền tuyến của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện đã mở rộng sang châu Phi, đồng thời nhận xét Ukraine khai triển sứ mệnh đặc biệt ở Sudan với những rủi ro chính trị lớn khi mà sự ủng hộ của phương Tây với Kyiv đang dao động khi được đề nghị bình luận về thông tin WSA đưa ra, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov từ chối xác nhận binh sĩ nước này được điều tới Sudan, nhưng nêu lý do khai triển quân như sau. Chiến tranh là một việc mạo hiểm. Chúng tôi đang trong một cuộc chiến toàn diện với Nga. Họ có các đơn vị ở những nơi khác nhau trên thế giới, và đôi khi chúng tôi cố gắng tấn công họ ở những nơi đó. Theo WSA, quân đội Ukraine giúp huấn luyện binh sĩ Sudan một số chiến thuật mà họ đã sử dụng để chống quân Nga, gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái. Cụ thể, Ukraine đã hỗ trợ chuyển máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ sang Sudan. Đây là loại máy bay có thể thực hiện các cuộc không kích có độ chính xác cao. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp nhận định đã tới lúc đồng minh của Ukraine cần hành động và tuyên bố sắp đến thời điểm mà châu Âu không được hàng nhát. Sau cuộc gặp với Tổng thống Séc Petro Pavo ngày 5 tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, hai nước nhận thấy rõ ràng chiến tranh đang quay trở lại châu Âu. Một số cường quốc không thể cản nổi mối đe dọa ngày càng gia tăng về một cuộc tấn công nhằm vào chúng ta. Chúng ta sẽ phải sống theo lịch sử với lòng dũng cảm mà nó đòi hỏi. Châu Âu chắc chắn đang tiến tới thời điểm mà chúng ta không được hèn nhát, ông Macron nói. Đề cập tới ý tưởng phương Tây điều quân tới Ukraine gây tranh cãi, ông Macron cho biết giữ nguyên quan điểm của mình và nhận định cần phải có bước đột phá chiến lược. Sau tuyên bố gây tranh cãi của ông Macron ngày 26 tháng 2, hầu hết đồng minh châu Âu của Pháp khẳng định sẽ không điều quân tới Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Pháp cho biết ông Macron muốn kết thích tranh luận và khẳng định bất cứ đơn vị quân đội nào của phương Tây đến Ukraine sẽ hỗ trợ hoạt động như ra phá bom mìn, không đối đầu trực tiếp với Nga. Tổng thống Macron ngày 5 tháng 3 cũng nhấn mạnh ủng hộ kế hoạch mà Jack đưa ra vào tháng 2 để mua hàng trăm ngàn quả đạn từ các nước khác rồi chuyển cho Ukraine. Một số quốc gia, trong đó có Canada và Đan Mạch, hỗ trợ kế hoạch của Jack. Ông Macron không cho biết Pháp sẽ đóng góp gì cho sáng kiến của Jack, song để ngỏ khả năng sử dụng nguồn vốn của châu Âu cho kế hoạch này. Trong hoàn cảnh hiện tại, kế hoạch có thể thực hiện song phương hoặc qua hợp tác với bên thứ ba với nguồn tài trợ từ châu Âu, ông Macron nói. Tổng thống Pháp còn đề cập đến kế hoạch dùng doanh thu từ tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu để viện trợ quân sự Ukraine. Ước tính số tiền này là 3,2 đến 5,4 tỷ đô la mỗi năm. Sau khi đánh chìm tàu tuần tra Nga Sergei Kotov ở Biển Đen, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine đã chứng minh rằng không có và sẽ không có bất kỳ nơi trú ẩn an toàn nào ở Biển Đen cho quân Nga. Trong bài phát biểu tối ngày 5 tháng 3 của Zelensky, ông nói, Hôm nay tôi muốn cảm ơn tất cả các chiến binh của chúng tôi, tất cả các đơn vị đang khôi phục an ninh và kiểm soát trên bầu trời Ukraine và biển đen của chúng tôi. Ukraine đã chứng tỏ khả năng của chúng tôi, sức mạnh của chúng tôi điều này được chứng minh bởi số lượng máy bay quân sự nga bị bắn rơi và khả năng của quân ta chống lại hạm đội nga ông zelensky khẳng định không còn bến cảng an toàn nào cho quân nga ở biển đen và sẽ không bao giờ có nữa sẽ không có không gian an toàn trên bầu trời cho họ miễn là sức mạnh ukraine của chúng ta đủ điều này áp dụng cho cả nguồn cung từ đối tác và hoạt động sản xuất trong nước của chúng tôi phát biểu này của tổng thống zelensky được đưa ra sau khi xuồng không người lái của tình báo quân đội ukraine vừa tấn công thành công tàu tuần tra mang trực thăng sergei kotov của nga vào đêm trước đó zelensky cũng tuyên bố rằng ông đã tổ chức nhiều cuộc họp tập trung vào ngành công nghiệp quốc phòng của ukraine ông cho biết đã có báo cáo từ bộ công nghiệp chiến lược về hoạt động sản xuất quốc phòng của ukraine cũng như thông tin liên lạc có liên quan với các đối tác ukraine đang thực hiện thỏa thuận đã đạt được gần đây về vật tư và các dự án chung trong thời gian ngắn nhất tôi rất biết ơn mọi người trên thế giới đã giúp đỡ một cách có nguyên tắc kịp thời và không bị gián đoạn ông nói tôi cũng đã tổ chức một cuộc họp với khối quốc tế của chính phủ và văn phòng về các vấn đề then chốt trong một số lĩnh vực nhất định chúng tôi đang lên kế hoạch hành động trong tháng này trong mùa xuân này để mang lại cho ukraine sức mạnh và khả năng cần thiết cập nhật tổn thất của Liên bang Nga mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt gần 1.200 kẻ xâm lược Nga. Như vậy, tổng thiệt hại về nhân sự của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn lên tới khoảng 421.430 binh sĩ. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 51 xe chiến đấu bọc thép, 42 hệ thống pháo binh và 42 máy bay không người lái của kẻ địch. ABC Ukraina báo cáo điều này có tham khảo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraina. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga trong cuộc chiến xâm lược từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 7 tháng 3 năm 2024 là khoảng nhân sự khoảng 421.430 người, tăng 1.160 người đã bị loại khỏi vòng chiến, xe tăng 6.695 chiếc tăng 17, xe chiến đấu bọc thép 12.779 chiếc tăng 51 hệ thống pháo binh 10.350 đơn vị tăng 42, MLRS 1.009 đơn vị tăng 1, hệ thống phòng không 701 chiếc, máy bay 347 chiếc, trực thăng 325 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 7.963 chiếc tăng 42, hỏa tiễn hành trình 1.919 đơn vị tăng 1, tàu thuyền 26 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 13.532 chiếc tăng 53. Thiết bị đặc biệt, 1.647 đơn vị tăng năm. Tình hình ở mặt trận tại Ukraine, 92 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra trên mặt trận trong ngày. Quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công theo ba hướng ở khu vực Donetsk. Đặc biệt, theo ghi nhận của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các trận chiến theo vị trí vẫn tiếp tục diễn ra ở mặt trận gần Avdiivka và Novo Mikhailovka, gần các làng Rabotino và Verbovoy, cũng như gần Krasnyi lực lượng phòng vệ Ukraine đang ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Những người chiếm đóng đã đạt được một số tiến bộ theo hướng Kyiviansk và Bakhmutsk. Bên cạnh đó, kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng công người lái hải quân USV đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine và gây ra tổn thất nặng nề cho hạm đội biển đen của Nga. Giữa lúc Moscow có những nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa, trưởng tướng Ivan Lukashevich, chỉ huy đơn vị vận hành USV thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU, nhấn mạnh, Kyiv vẫn giành được thành công trong các cuộc tấn công nhằm mở lại hành lang hàng hải ở Biển Đen, buộc quân đội Nga tái bố trí lực lượng trong khu vực. Đối phương đã ngay lập tức đáp trả mối đe dọa từ USV, nhưng chúng tôi vẫn đi trước vài bước, tờ Business Insider dẫn lời ông Lukashevich. Lần đầu tiên Ukraine giới thiệu USV là năm 2022. Kể từ đó, Kyiv đã phát triển cái gọi là hàm đội USV đầu tiên trên thế giới mang tên CBB. Các USV CBB của Ukraine đã được sử dụng trong nhiều cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào tàu chiến và cơ sở hạ tầng của Nga quanh Biển Đen. Moscow đã ngăn chặn và thậm chí tiêu diệt một số USV của Ukraine. Nhưng trên thực tế, vũ khí của Ukraine vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các tàu chiến của Nga. Động thái đầu tiên của Nga là triển khai các đội súng máy trên tàu chiến để bắn hạ USV và củng cố năng lực phòng không. Theo đó, các máy bay và trực thăng quân sự của Nga liên tục tuần tra bờ biển và vùng biển phía Tây Biển Đen, tướng Lukashevich cho hay. Song theo vị tướng Ukraine, Hải quân Ukraine và SBU đã cùng phối hợp để nhanh chóng nâng cấp cho CBB trở nên mạnh hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn so với các mẫu trước đó để có thể xuyên thủng hàng phòng thủ của tàu chiến Nga và các mục tiêu khác. Quá trình này bao gồm tăng kích thước đầu đạn, kéo dài thời gian ở dưới nước và tăng khoảng cách hoạt động bao gồm từ các vị trí ở miền nam Ukraine đến bán đảo Crimea và quay trở lại. Phía Nga rất hiểu rõ khả năng của các USV Ukraine. Họ đã kiểm tra khoảng cách USV có thể hoạt động, tốc độ tấn công và trọng tải mang theo. Bởi họ rất muốn tìm hiểu một số chi tiết mới, ông Lukashevich cho hay. Ông giải thích thêm, SBU đang thử nghiệm và sản xuất USV ở nhiều địa điểm và liên tục di dời. Các hoạt động đặc biệt còn được thực hiện từ các sở chỉ huy ở các khu vực khác nhau. Ngoài ra, các USV được cải tiến thành đa nhiệm để ngăn hạm đội của Nga tiến gần bờ biển Ukraine. Vào đầu tháng 2, Ukraine tuyên bố đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 24 tàu chiến Nga, tương đương 1 phần 3 hạm đội Biển Đen kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022. Các cuộc tấn công bằng USV của Ukraine đã khiến một số tàu chiến Nga phải rời khỏi trụ sở chính ở cảng Sevastopol để đến thành phố Novorossiysk ở Nga. Theo vị quan chức Ukraine, bước tiến trên đã cho phép Kyiv thiết lập lại hành lang hàng hải quan trọng ở Biển Đen sau thời gian bị phong tỏa. Chúng tôi đã giải phóng được hành lang ngũ cốc và ngăn chặn hoạt động của các bệ phóng hỏa tiễn Nga bắn từ biển vào lãnh thổ Ukraine. Ông Lukashevich nhấn mạnh thêm, buộc đối phương phải chạy trốn khỏi Biển Đen là mục tiêu chúng tôi tìm kiếm và đã đạt được. Chuyển sang một diễn biến khác, tận dụng quy định không cần thông báo các thương vụ dưới 25 triệu Mỹ Kim, chính phủ Mỹ đã chuyển giao 100 đơn hàng vũ khí cho Israel có giá trị dưới ngưỡng này. Thông tin Mỹ bí mật chuyển giao vũ khí cho Iran được các quan chức nước này tiết lộ trong cuộc họp với các nghị sĩ quốc hội. Washington Post ngày 6 tháng 3 cho biết, các thương vụ này không được công khai do chúng đều có giá trị dưới ngưỡng cần phải thông báo cho giới lập pháp. Theo đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ, chính phủ nước này không cần báo cáo với quốc hội khi thực hiện giao dịch dưới 25 triệu Mỹ kim với các đồng minh thân cận về thiết bị phòng thủ chính, được định nghĩa là các khí tài có giá trị lớn và đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu phát triển. Ngưỡng này được nâng lên thành 100 triệu Mỹ kim với các sản phẩm quốc phòng khác như bom đây được coi là lỗ hổng lập pháp để chính phủ Mỹ có thể chia nhỏ các gói vũ khí chuyển cho Israel mà không cần báo cáo quốc hội. Từ khi xung đột bùng phát ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023, Mỹ đã công khai về ba thương vụ bán vũ khí cho Israel, gồm hợp đồng bán loạt bầm dẫn đường Spy trị giá 320 triệu Mỹ Kim tháng 11 năm 2023. 14.000 quả đạn pháo xe tăng 120 ly trị giá 106 triệu Mỹ Kim và lô kiếp nổ cùng các linh kiện chế tạo đạn pháo 155 ly trị giá 147,5 triệu Mỹ Kim sau đó một tháng. Hai thương vụ sau được chính phủ Mỹ thực hiện theo điều khoản khẩn cấp nên không cần sự phê chuẩn của quốc hội. Không rõ chi tiết của 100 giao dịch vũ khí mà Mỹ bí mật thực hiện với Iran, song chúng được cho là bao gồm đạn dẫn đường chính xác, bom đường kính nhỏ, bom xuyên phá bong ke, vũ khí bộ binh và các loại khí tài sát thương khác. Israel chưa bình luận về thông tin. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Miller cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tuân theo các thủ tục do Quốc hội đặt ra và thường xuyên báo cáo cho các nghị sĩ, dù luật không quy định phải làm điều này một cách chính thức. Ông tiết lộ, ngũ giác đài đã trao đổi với Quốc hội Mỹ hơn 200 lần về vấn đề giao dịch vũ khí với Israel kể từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Israel để bảo đảm rằng cuộc đột kích của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023 sẽ không thể tái diễn, ông Miller nói. Chúng tôi ủng hộ chiến dịch quân sự hợp pháp và phù hợp với luật nhân đạo quốc tế của Israel. Mỹ là quốc gia hậu thuẫn Israel mạnh mẽ nhất sau khi nước này mở chiến dịch ở giải Gaza để tiêu diệt nhóm vũ trang Hamas. Song, Washington gần đây thường xuyên chỉ trích theo Aviv liên quan tới thương vong lớn của dân thường ở vùng lãnh thổ. Theo số liệu của cơ quan y tế do Hamas kiểm soát, xung đột ở Gaza đã khiến ít nhất 30.717 người thiệt mạng và 72.156 người bị thương tính tới ngày 5 tháng 3, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 3 tháng 3 nói: "Chính phủ Israel chưa nỗ lực hết mình để bảo đảm nguồn viện trợ cho giải Gaza, yêu cầu nước này mở thêm cửa khẩu biên giới và không áp đặt bất kỳ hạn chế không cần thiết nào đối với việc cung cấp viện trợ cho khu vực." Thông tin cập nhật mới nhất về vụ tấn công của Houthi nhắm vào tàu hàng trên biển đỏ mà The Saigon Post đã đưa trong bản tin trước. Theo đó, công ty sở hữu tàu hàng True Confidence xác nhận thủy thủ người Việt là một trong ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ tập kích của Houthi trên Vịnh Aden. Một thủy thủ Việt Nam và hai thủy thủ Philippines đã thiệt mạng. AP dẫn thông báo hôm nay của đơn vị sở hữu và quản lý tàu hàng True Confidence. Hai thủy thủ Philippines bị thương nặng. Toàn bộ người trên tàu đã được đưa đến Djibouti. Thông báo được đưa ra sau khi tàu hàng True Confidence treo cờ Barbados bị Houthi tập kích hỏa tiễn ngày 6 tháng 3 ở khu vực biển đỏ ngoài khơi cảng Aden, Yemen. Tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping và đang do công ty Hy Lạp Trust January Maritimes vận hành. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom trước đó cho biết vụ tập kích khiến 3 người thiệt mạng, ít nhất 4 người bị thương và làm cháy tàu True Confidence. Các thủy thủ đã bỏ tàu và được tàu chiến do liên minh quân sự Mỹ dẫn đầu tại khu vực hỗ trợ. Cục lao động nhập cư Philippines xác nhận số thương vong cho đơn vị sở hữu tàu True Confidence công bố. Philippines kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết căn nguyên của cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông. Cơ quan này cho biết theo thông tin từ hai đơn vị, True Confidence có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Ba bảo vệ có vũ trang trên tàu gồm hai người Sri Lanka và một người Nepal. Tàu bị tập kích khi đang chở thép từ Trung Quốc đến Jeddah, Ả Rập Xê Út. True Confidence Shipping và Third January Maritime khẳng định tàu True Confidence không có liên hệ với Mỹ. Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ thông báo tàu chiến INS Kolkata của lực lượng này đã giải cứu 21 người từ tàu True Confidence. Đội ngũ y tế trên tàu đã sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện hiện chưa rõ lý do về sự khác biệt trong số người trên tàu do Ấn Độ và Mỹ đưa ra. Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua biển đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông. Houthi tuyên bố đã tập kích chính xác True Confident và lửa bùng lên trên tàu. Tàu bị nhắm mục tiêu sau khi các thủy thủ phớt lờ cảnh báo. Houthi cho biết, thêm rằng nhóm sẽ không ngừng các vụ tập kích ở Biển Đỏ cho đến khi Israel dừng chiến dịch và dỡ phong tỏa với người Palestine ở Gaza. Mỹ và Anh nhiều lần mở các chiến dịch tấn công vị trí hào thi đặt radar, hỏa tiễn chống hạm, xuồng tự sát và UAV, song chưa thể ngăn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Mỹ tuyên bố sẽ buộc hào thi phải chịu trách nhiệm, kêu gọi chính phủ các quốc gia trên thế giới cùng hành động. Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục có hành động, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karin Jean-Pierre cảnh báo tạm rời xa mặt trận đầy khói thuốc súng để đến với những biến động trước thềm của bầu cử tổng thống lần thứ 47 của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Mới đây, thưa quý vị, sau khi chiến thắng một cách đầy thuyết phục trước đối thủ trong đảng của mình là bà Nikki Haley trong ngày siêu thứ ba để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, ông Trump đã ngay lập tức tái thức ông Biden tranh luận bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu, sau khi hai người gần như chắc chắn sẽ tái đấu vào tháng 11. Điều quan trọng vì lợi ích đất nước chúng ta là Joe Biden và tôi tranh luận về những vấn đề thiết yếu đối với Mỹ cũng như người dân Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội True Social ngày 6 tháng 3. Tôi kêu gọi tổ chức tranh luận bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Động thái diễn ra vài giờ sau khi bà Nikki Haley, đối thủ cuối cùng của ông Trump, dừng tranh cử, mở đường để cựu Tổng thống giành đề cử đảng Cộng Hòa và tái đấu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11. Chiến dịch tranh cử của ông Biden không nêu rõ ông chủ tòa Bạch Ốc có nhận lời tranh luận hay không. Tôi biết Donald Trump khát khao được chú ý và đang cố mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra ngoài nhóm MAGA. Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề vào thời điểm phù hợp trong mùa bầu cử. Michael Tyler, phát ngôn viên chiến dịch của ông Biden nói, nhắc đến những người ủng hộ chính sách đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Theo Tyler, nếu Trump muốn thấy ông Biden trong khung giờ vàng, cựu tổng thống hãy theo dõi thông điệp liên bang của ông chủ tòa Bạch Ốc vào tối ngày 7 tháng 3 ông ấy có thể học được một, hai cách trong việc gắn kết mọi người và mang lại lợi ích cho người dân Mỹ. Đọc thông điệp liên bang là sự kiện thường niên. Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra tầm nhìn điều hành đất nước cùng các thành tựu đã đạt được. Ông Trump tuyên bố sẽ có phản ứng nhanh liên tục với nội dung thông điệp liên bang, cho rằng điều quan trọng là nước Mỹ cần biết sự thật khi được Fox News hỏi liệu việc ông Biden tránh tranh luận có thể làm dấy lên hoài nghi về sự nhạy bén của Tổng thống hay không. Thư ký báo chí tòa Bạch Úc Karen Jean-Pierre từ chối trả lời trực tiếp. Bà đề nghị phóng viên trao đổi với chiến dịch tranh cử của ông Biden. Các ứng viên Tổng thống đại diện đảng sẽ có ba cuộc tranh luận được phát trực tiếp trên truyền hình. Năm 2020, ông Trump đã tranh luận với ông Biden hai lần. Cuộc thứ ba bị hủy do ông Trump dương tính với COVID-19 và từ chối tranh luận trực tuyến. Thưa quý vị, công ty Ocean Infinity đề xuất kế hoạch tìm kiếm lên chính phủ Malaysia khi nói có bằng chứng mới về vị trí của MH370 rơi ở Nam Ấn Độ Dương. Công ty Ocean Infinity, trụ sở ở Texas, Mỹ, đề xuất tiến hành cuộc tìm kiếm không thấy không mất tiền, trong đó khách hàng sẽ chỉ phải trả phí dịch vụ nếu công ty Mỹ bảo đảm mang lại kết quả khả quan về dấu vết của máy bay MH370. Công ty không nói rõ bằng chứng mới mà họ có về vị trí MH370 là gì. Chúng tôi cảm thấy hiện có thể nối lại tìm kiếm MH370 và đã đệ trình kế hoạch lên chính phủ Malaysia. Oliver Blanket, giám đốc điều hành của Ocean Infinity ngày 5 tháng 3 cho hay. Tìm kiếm MH370 và đưa ra một số giải pháp cho tất cả những gì liên quan tới vụ máy bay mất tích đã ám ảnh tâm trí chúng tôi kể từ khi rời Nam Ấn Độ Dương năm 2018. Ocean Infinity từng tìm kiếm MH370 năm 2018 trên một khu vực rộng khoảng 112.000 km vuông và kết thúc chiến dịch sau vài tháng rà soát đáy đại dương mà không có kết quả. Blancat cho biết kể từ đó Ocean Infinity không ngừng đổi mới công nghệ và robot tìm kiếm, cũng như nâng cao nghiệp vụ trên biển để tăng khả năng tìm kiếm ở đại dương. Tôi tin tưởng rằng chính phủ và nội các Malaysia sẽ chấp thuận đề xuất này, ông nói. Ông Blanket cho biết công ty đang phối hợp với nhiều chuyên gia cả ở bên ngoài Ocean Infinity để tiếp tục phân tích dữ liệu với hy vọng thu hẹp phạm vi tìm kiếm trong một khu vực có khả năng đạt thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm nối lại cuộc tìm kiếm, ông nói, dù khẳng định đây là nhiệm vụ thử thách nhất. MH370 chở 239 người, trong đó có 154 người Trung Quốc, biến mất ngày 8 tháng 3 năm 2014, khi trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh một loạt giả thiết được đưa ra về sự biến mất bí ẩn, trong đó có khả năng cơ trưởng kỳ cựu Zahari Amashat lao máy bay xuống biển để tự sát. Gia đình và bạn bè của Zahari cho rằng giả thiết này vô căn cứ. Chính phủ Malaysia ngày 24 tháng 3 năm 2014 cho biết, theo phân tích trên tín hiệu vệ tinh MH370 bay về phía nam Ấn Độ Dương, lệch hàng nghìn km so với đường bay định sẵn và kết thúc hành trình ở vùng biển Tây Nam thành phố Perth của Australia. Tới tháng 1 năm 2015, Malaysia tuyên bố chuyến bay MH370 gặp nạn. Toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng, nhưng xác máy bay chưa từng được tìm thấy. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới 24 giờ của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của The Saigon Post.